xe lăn trong tim khuất xa dân biết đâu tìm mưa thu bay bay. Ê, tâm trạng không được vui. Em hát cái bài đó là có lý do. Mình thì chạy xe ôm mà taxi nó giành khách rồi. Buồn dễ sợ. Thời buổi giờ thiệt nhiều khi tân tiến quá nó cũng mệt. Mà mình chạy xe ôm phải chịu thôi chứ giờ làm sao. Ê, khổ. Xe ôm mà giờ đi rao như bánh bò bánh tiêu vậy á. Ai xe ôm không? Xe ôm không? Ai đi? Xe ôm. Xe ôm. Dạ chào anh. Anh đi xe ôm anh. À, anh đi đâu? Đi xa. Đi xa. Dạ, tiền bạc sao anh? Không thành vấn đề. Dạ không thành vấn đề. Dạ vậy mời anh em lấy xe anh. Dạ. Đi đâu? Dạ. Anh mới nói em anh đi xa. Bộ muốn tưởng chở tao đi là dễ hả? Chứ sao anh? Cho tao hỏi một câu được không? Dạ được anh. Trời ơi. Anh hỏi đi. Mày thấy gương mặt của tao sao? Đẹp, mặt anh đẹp lắm đó nha. Em coi phim Hàn Quốc quá trời luôn, mặt anh còn đẹp hơn mấy thằng Quốc đó luôn. Mày nói lâu. Mày nói thẳng đi. Đừng có vòng vo gì đi, mày nói thẳng đi cái mặt tao sao? Mặt anh xấu chết mẹ luôn đó. Mặt anh á nhìn giống con chó Nhật đó. Diễn tả vậy luôn đó. Ê. Ê, thẳng như vậy mày. Ủa, sao anh bị em nói thẳng quá à? Thẳng thì cũng thẳng từ từ thôi, làm dạ, thẳng vậy. Dạ, dạ, vậy chứ ý mặt anh sao anh nói đại đi. Bình thường. Hả? Bình thường. À, mặt anh bình thường. Hay thấy là bình thường rồi đó. À, dạ, mời anh mặt bình thường lên xe nha. Em đi lấy xe. Đi đâu? Dạ. Anh đi xa anh ha. Đâu phải muốn chở tao đi là dễ đâu. Ủa vậy vậy ý anh sao? Cho tao hỏi một câu nữa được không? Dạ được anh. Dạ vui lòng khách đến, vui lòng khách đi mà. Mày thấy cái body tao sao? Hả? Giống người mẫu. Model. Anh giống model. À, đẹp, quá đẹp anh ơi. Nó lâu. Mày lâu. Mày cứ nói thẳng đi. Anh em mày cứ nói thẳng. Nói thẳng đi. Không chi gì mày phải sợ hết. Anh cho nói thẳng luôn hả? Thẳng đi. Nói thì không phải khen cha mẹ anh đẻ anh ra cái tướng bần chết mẹ luôn ha. Cái tướng này em nói thiệt với anh nha. Không phải mò đồ mà cái tướng anh nhìn giống cái mò cao rồi. Nó tơi tả hết trơn. Nó trời thấy ghê quá đi. Nít. Mày thẳng thì mày cũng thẳng từ từ thôi. Thẳng như vậy. Đâu biết anh kêu thẳng với tôi thẳng như là sao giờ. Tôi đâu dám quẹo khúc nào đâu anh. Vậy chứ bây giờ tướng anh sao anh nói mẹ cho tôi nghe cho rồi đi. Bình thường. Bình thường. Lại bình thường. Dạ thôi được mời anh tướng bình thường lên xe. Đi đâu? Đi xa đó. Đâu phải mày muốn chở tao đi là dễ đâu. Khó quá rồi đó nè. Vậy chứ sao anh? Bây giờ tao hỏi mày một câu nữa nè. Anh hỏi lẹ lẹ đi chứ vợ con em nha. Nó đói nó chết luôn anh ơi. Em khổ dữ lắm à. Anh hỏi gì anh hỏi lẹ. Tại sao? Sao anh? Tại sao nãy giờ tao hỏi mày mà mày không hỏi tao? Bây giờ mày hỏi tao đi. Mày cứ hỏi thẳng, mày hỏi cái gì mày hỏi, hỏi đi, hỏi đi. Anh cho hỏi thẳng luôn hả? Ừ. Em hỏi thẳng luôn nha. Ừ. Anh có bị điên không? Mày giỡn mặt với tao hả? Mày thẳng thì mày vậy, cứ thẳng từ từ thôi. Thôi vậy em hỏi mé mé. Em sẽ hỏi mé mé, em không hỏi thẳng nữa. À, anh chích ngừa chó dại chưa? Không vừa lòng luôn hả? Làm sao cho anh vừa lòng đấy? Thì Đại khái thí dụ cho bây giờ mày hỏi tao là Tình yêu. Được á. Ờ thì thà vậy đi. Anh nói mẹ vậy cho tao dễ hỏi đi.
anh cứ dầm vo hoài. Bây giờ tao hỏi vậy, anh có người yêu chưa? À, khóc vậy là chưa có người yêu rồi. Có rồi mà. À, anh có rồi, anh vui, anh xúc động. Vậy là anh có người yêu rồi. Sao thay đổi thời tiết nhanh quá vậy? Hạnh phúc quá ha anh. Chia tay rồi. Chia tay. Ồ. Ồ. Em hiểu, em hiểu tại sao anh. Dạ. Ê, giờ đi ha anh ha. Hỏi rồi, em hỏi anh rồi, giờ đi được ha anh ha. Đi được chưa? Sao vậy? Đi đâu? Đi xa. Đâu phải mày muốn chở tao đi là dễ đâu. Chứ sao nữa? Rung rồi đó nha, em rung rồi, em bắt đầu rung rồi đó. Sao, sao, sao? Mày biết cầu Bình Triệu không? Biết anh, trời ơi, dân xeo không biết cầu Bình Triệu, biết anh. Mày biết cầu ông Lãnh không? Dạ biết, trời ơi, gần chỗ em luôn. Thì mày có biết kế cầu ông Lãnh là có cái cầu chữ Y không? Dạ biết. Mà hình như gần gần cái cầu chữ Y nó có cái cầu Chà Già. Dạ đúng rồi, đúng. Mày chở tao xuống cầu Cần Thơ đi. Anh quăng lựu đạn xa quá nha anh. Anh quăng xa lắm á, chứ không phải gần đâu nha. Ờ à, thôi được, giờ chở anh xuống cầu Cần Thơ cũng được. Nhưng mà bây giờ tôi nói anh nghe, cái cầu Cần Thơ nó nối hai cái tỉnh lần á. Một là cái Vĩnh Long. Đầu cầu bên này là Vĩnh Long nha, đầu cầu bên kia là Cần Thơ. Anh muốn xuống bên Vĩnh Long là tiền khác, mà qua Cần Thơ là tôi tính tiền khác. Tao xuống giữa cầu. Anh ơi, em hỏi anh thiệt nha, thật sự ra đâu có ai ở giữa cầu đâu, ở giữa cầu cái sông mà. Anh ở nhà đó với ai? Tao đâu có đi tìm nhà. Chứ anh làm gì? Tao đi xa. Đi xa? Tao muốn bước lên cầu. Muốn bước lên cầu? Sau đó, tao bước lên thành cầu. Bước lên thành cầu chi anh? Tao giang tay ra. Giang tay ra chi? Nói tao to chút coi. Tao hít thở. À, tập thể dục. Sau đó tao reo lên 3 tiếng. Anh yêu em? Không, vĩnh biệt em. Rồi sao nữa? Sau đó tao lộn xuống dưới. Tao mằn tồn mấy vòng. Sau đó tao chúi xuống. Mày thấy cái chết tao có đẹp không? Đẹp, chết đẹp lắm á. Có lãng mạn không? Lãng nhất rồi. Nhưng mà tôi nói anh nghe, bây giờ tôi chở anh lên cầu cũng được. Anh nhảy xuống đó rồi lỡ có ai thấy tôi chở anh lên đó tưởng tôi đạp anh xuống. Vậy cái chết của anh ai chịu trách nhiệm? Thì mày. Nó có vô duyên vậy. Thôi bây giờ vậy tôi nói anh nghe. Dạ. Tôi khổ lắm. Tôi khổ tôi mới chạy xe ôm. Bây giờ tôi lại anh nè. Giờ anh muốn gì tôi lại anh hết. Tôi giờ tôi cho tiền anh đi xe khác giùm tôi được không? Mày khi dễ cái mặt tao hả? Thế bây giờ tôi khổ quá. Tức là từ hồi sáng tới bây giờ tao đi gặp 10 thằng xe ôm, trong đó mày là cái thằng thứ 11. Mà 10 cái thằng kia không bao giờ thằng nào chịu chở tao. Con mình mày chở. Em tao. Hiểu, em hiểu tại sao 10 thằng kia nó không chở anh rồi. Em hiểu rồi, là tại vì em gặp hoàn cảnh giống như nó. Em mới biết là 10 thằng đó với lại em là tại vì tụi em khùng nên không chở anh. Anh tỉnh quá, không ai dám chở. Hả, vậy thôi ha. Về đi. Dạ, anh đi đi. Tạm biệt mày. Dạ, chúc anh thường lộ bình tĩnh. Dạ. Nhớ đó nha. Dạ. Không phải chở tôi đi là dễ đâu. Em biết rồi, dạ. Xe ôm chở anh không được đâu. Chỉ có xe mà có rồng, có phụng mà màu đen, màu trắng đó. Chở anh, dạ. Nhớ đó nha. Dạ, em nhớ rồi anh. Sơn, ơi. Dạ. Cho hỏi câu được không? Ôi, mày đi đi. Cái thằng xe ôm mày chạy đi. Không có, em ra hiệu nó vậy thôi. Nhớ đó nha. Em biết rồi. Dạ không có, em bình tĩnh. Dạ. Sao xui dữ vậy? Hồi sáng giờ không có khách. Đốt phong long 2 lần rồi. Bây giờ vô đốt xe. Xui như quỷ.
Xe ôm mà gặp cái gì đâu không? Xe ôm. Có khách. Có phải xe ôm không? Có xe ôm anh ư? Ừ. Ừ, anh. Chào anh. Ừ. Anh muốn đi xe ôm anh? Ừ. Dạ, à, anh muốn đi đâu anh? Đi xa lắm. Xa. Con gian gái đừng cho con gặp giống hồi nãy nữa. Trời ơi, nó biểu con chở xuống Tú Cầu Mỹ Thuận nữa là à, tiền bạc sao anh? Không thành vấn đề. Nhưng mà trước khi đi á, cho tao hỏi mẹ một câu. Hả? Giờ bữa nay nó xả ra nhiều dữ vậy. Ê, dạ anh hỏi đi anh. Anh cần một lực lượng xe ôm hùng hậu. Mày có chừng 20 chiếc không? Anh cần 20 chiếc hả? À. Trời em chút, trời ơi, tưởng anh ra hỏi là cái body anh sao. Được, cái này thì được. Alo. À, Dũng, Dũng. Tao cần 20 chiếc xe. Ờ, à, 19 chiếc thôi, 19 chiếc. Bậy, 20 chứ không phải 19. Dạ không, em kêu nó tới 19 với em nữa là 20. Cái lỡ nó tới 20 anh bỏ em sao anh? Đúng, đúng. Dạ, anh dạ. Hứa không có bỏ rơi mày. Dạ, dạ. 20 chiếc. Ờ, à, chắc là đám cưới đám hỏi gì á. Người ta thích lạ mà. Ờ, à, vậy nghe. Rồi, 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 rồi. Anh. Sao? 15 phút nữa. 15 phút nữa tới phải không? Dạ đúng rồi. Chờ anh chút mình kêu bạn anh. Dạ, em chờ. Chúc anh rồi. Vậy khỏe rồi. Ui, gặp gì đâu không. Bây giờ là ok rồi đó. Alo. Mày hả? Ừ, đang ở đâu? À, ở còn ở quán bà Ba Mập phải không? Được rồi, ở đó chờ ra ha. 15 phút nữa tao kéo 15 thằng chơi khô máy mày luôn. Sao? Tao là giang hồ đổ máu chứ không đổ lệ. Thấy chưa? Mày không tin tao cái gì? Hả? Nói chuyện cái đàn em tao nè. Nói chuyện đi. Nói. Alo. Dạ đúng rồi, à, em à, em ảnh à. Bên em hả? Bên em 20 thằng. Sao anh? Ủa bên anh có 15 thằng hả? Chợ 15 thằng kêu 20 chi trời. Tốn tiền. Sao? À, Nam Nhi Đại Trung Phu hả? Dạ, giang hồ đổ máu không đổ, đổ lệ. Dạ, không muốn chơi sao chơi à? Dạ, quýnh chết mẹ em hả? Ủa anh sao sao tự nhiên ông đòi quýnh chết mẹ em à? Mày biết đi đâu không? Đi đâu? Đi chém lộn chứ gì đâu? Cái gì? À. À anh kêu xe ôm tới rặn chém lộn với người ta. Chứ sao? À, anh rảnh quá. Tự nhiên sao đi chém lộn, mắc mới gây chuyện người ta chi? Nó xúc phạm anh. Nó làm gì xúc phạm anh? Nó đang ngồi trong quán bà Ba Mập. Anh đi bộ tới, anh gặp anh lịch sự, anh giơ tay anh chào nó. Nó không chào lại thôi. À mà con nhìn anh nó làm gì nè. Mà kế anh có con chó. Em không hiểu hả? Anh đứng ra, ha. Con chó kế bên. Chó kế bên, nó làm gì nè. Thầy ghét không? Ai vậy? Thằng Bảy Lé. Nó nhìn anh nè. Mà nó chửi anh là chó không? Xúc phạm anh. Anh à, em nói anh nghe nè. Anh ơi, có thể là có sự hiểu lầm gì không? Không hiểu lầm gì chăng á? Anh điện thoại cho cái người đó em nói chuyện được không? Được rồi. Dạ, coi chừng hiểu lầm. Tao kết mày rồi đó. Dạ. Ừ. Nói đi. À, ông tên gì? Bảy Lé. À. Alo. À, anh Bảy Lé, anh Bảy Lé. Em lên xe ôm. Hả, đàn em của ai hả? Đàn em của ai? Tài chó điên. Tài... đàn em của tài chó điên. À, à, mà có chuyện gì không anh Bảy Lé ơi? Tại... hả sao? À, anh ghét ai kêu anh Bảy Lé không hả? À, em xin lỗi anh, tại em đâu biết tên. Tại anh Tài nói vậy á. Anh Tài nói anh tên Bảy Lé, em mới nói là tên Bảy Lé chứ.
Mà em hỏi thiệt anh có lé không? Ủa có lé thiệt luôn hả? Thì anh lé, người ta kêu anh lé chứ có gì đâu, đâu sao đâu. Cái đó đâu có gì đâu. Cái đó giống như từ chơi, nói chơi mà. Lâu thì mình lé, nói mình lé chứ có gì đâu. Thì giống như nếu mà mình lé thì mình chấp nhận mình lé đúng không? Mà à, chết mẹ, ổng lên 30 thằng rồi. Cái gì? Ông nói ổng ghét ai kêu ổng lé, xong rồi em cứ lé. Em lên 10 lần lé, ổng lên 10 thằng. Thằng này lâu cá thiệt. Ê, bé lé. Mày, cái gì? Mày lên 31 thằng hả? Tao nói chuyện với thằng em thôi rồi mày bình tĩnh ra mày. Mày chết hả? Được rồi, ở đây đi. 31 thằng hả? Yên tâm, 31 thằng không thành vấn đề. Mày kêu cho anh thêm 20 thằng nữa, mình kéo 4 thằng ba chơi 31 thằng đó. Anh ơi, xe ôm đâu nhiều dữ rồi. Kêu đi. Chết rồi. Nãy gặp thằng điên, bây giờ gặp thêm con chó điên này nữa. Chết tôi. Xui vô quỷ. Đi không coi ngày luôn. Alo Dũng hả? Dũng, kêu người tao 20 thằng nữa đi. Đi chém lộn. Ai biết hả? Sao mày chửi tao rảnh hả? Tụi bay bận hết rồi hả? Vậy thôi, để tao giải quyết cho. Nhắn với má tao là xuân này con không về nha. Sao? Anh ơi, xin lỗi anh. Xin lỗi gì? Bạn em bận hết rồi. Cái gì? Bận hết. Tụi bận cái gì? Bận hết rồi. Tại vì lễ mà. Thành thử đứa chở má nó đi coi bóng đá. Đứa chở chị nó đi siêu thị. Đứa chở anh nó đi đá banh. Đứa chở chú nó đi bú. Cái gì? Cái gì? Chú nó đi sở thú. Đứa chở bà vú đi cho con nó bú. Bận hết. Mày đừng có xạo nha. Bận thiệt không? Bận thiệt rồi, hết rồi. Mày léo mép lên nha mày. Không thiệt bận. Nói hồi giá mày nói là tao dẫn con đi lượm lon lắm à. Hả? Không có. Hay là mày dẫn tao đi mua dép lào? Không có. Bận hết rồi. Bận thiệt không? Dạ, anh đi kêu khác đi nha. Rồi, được rồi. Tao tính gì? Hay là... Được rồi, cho tao chút. Tao không bỏ rơi mày đâu. Nãy vô tao thấy mày, tao kết mày rồi đó. Em lại anh bỏ rồi em đi. Không, mày nói gì tao tự ái nha mày. Thôi. Nghe, không được nói vậy. Dạ, anh đừng... Anh buồn đó. Dạ, anh đừng cắn em là được rồi. Không biết có ngày nay. Alo. Không biết có hôm nay. Alo. À, mày é hả? Tao nói é chứ phải lé nha mày. Mày lên 30 mấy thằng hả? Được rồi. Mày 30 mấy thằng với mày á, ở đó chờ đi. Một lát, tao với đàn em tao qua. Chơi hết tụi bay, chơi khô máu tay luôn. Vậy đi. Ai mà chơi? Có ai là mà chơi? Anh với mày. Hai thằng chơi 30 mấy thằng đó luôn. Em có đi học. Sao? Hồi xưa cô em nói là số 2 á, nó nhỏ thua số 30 mấy, 10 mấy lần á. Mày nhát quá, mày cứ nghe lời anh mày. Lấy xe, chở tao đi. Anh ơi. Mày làm cái gì vậy? Máy xe chưa nổ là em đã nổ trước nó rồi. Ôi, mày nhát quá thì không biết nữa. Bây giờ đổi cách khác đi anh, chơi kiểu này chết em rồi. Thôi được rồi, để anh tính cho. Bây giờ vậy, anh sẽ kêu đàn em tới tăng cường. Dạ, được á. Trong thời gian chờ đợi, dạ, mày lấy chiếc xe, dạ, chạy qua quán bà Ba Mập. Dạ. Mày vô mày chỉ mặt từng thằng. Mày chỉ mặt 31 thằng đó. Rồi mày chỉ thẳng nhặt thằng bảy lé. Mày nói, tao lưng xe ôm, đàn em của tài cháu điên, một mình tao chấp hết. Đi đi. Bây giờ em qua quán bà Ba Mập. Ừ. Em chỉ vô mặt từng thằng. Ừ. Em sẽ hô to lên là tao là thằng Linh xe ôm. Ừ. Em của thằng Tài chó điên, một mình tao chấp hết. Anh ơi, tụi nó mẻ dao hết. Nó chém em mẻ dao hết. Trước khi anh đi, có gì anh cho em biết bữa nay ngày mấy. Chứ vậy?
Để ba má em biết làm đám giỗ. Ôi, bây giờ mày kém lộn mà mày nhát có gì không, em cái máu em nhát lắm. Bây giờ vậy nè, em chỉ anh sao. Bây giờ để em đứng đây em chờ đàn em anh cho à. Rồi anh qua bên quán bà Ba Mạch trước đi. Rồi sao? Xong rồi anh chỉ vô mặt Tường Hằng. Mặt anh giữ anh. Anh phải giữ anh. Ừ. Giữ như con chó vậy đó. Tao là thằng Tài Tô Đen à. Đàn em của thằng Linh xe ôm à, đàn anh à, đàn anh của Linh xe ôm. Một mình tao chấp hết. Rồi cho địa chỉ nhà ba má anh. Chị vậy? Em sẽ dẫn hai ông bà đi hốt cốt anh. Tại vì cốt của anh nó không nằm một chỗ mà nó sẽ văng mỗi nơi mỗi khúc. Chỉ có một mình em nhớ mà thôi. Mày giỡn mặt hả mày? Giỡn mặt cái gì? Bây giờ mày chơi không? Mày chơi với tao luôn nè. Má tao không quýnh mày, tao con mày đó. Mày chơi không? Cái gì vậy? Mày chơi với tao không? Hả? À, mày ăn no mày rửng mỡ hả? Mày vậy? Điên hả mày? Người ta nhìn lầm con chó, người ta kêu con chó mắc mớ tới mày. Hả? À, mắc mớ tới mày, mày nổi xung mày đòi quýnh người ta. Hả? À, giờ mày chơi với tao không? Tao đập mày luôn à. Thôi mà. Thà tao chết ở đây chứ tao đâu ngu tới đẳng cho nó chém mỗi nơi mỗi khúc. Thôi. Đồ khùng. Thôi bình tĩnh lại đi. Tại vì nãy tao nói thiệt cái mày á, tao đi trên đường gặp nó, tao thử nó không phải là giang hồ, tao mới hù đó thôi. Ừ. Nhưng mà giờ mày nói vậy thì tao tỉnh ngộ rồi. Tao sẽ hứa là tao bỏ qua chuyện đó. Mày đặt phải không? Không phải là giang hồ, thôi đi mày đặt hăng máu làm gì. Mày ăn no cho mập rồi mỡ mày dư rồi mày thừa rồi mày lên máu rồi mày sung hả? Mày đặt mày đi lấy số cho người ta. Mày lấy số ông ta đưa cho, cái số chạy hòm kìa. Thôi, được rồi, thôi bỏ qua ha. Ừ. Được rồi, thôi, bây giờ... Đi đi, cho ta làm ăn. Rồi, cảm ơn nha. Chứ gì đâu, bực mình, tưởng nó trúng cái khách xịn, cuối cùng đồ tàu lao. Cái gì? Đi thôi tao. Đi đâu? Là đem chém chết chết mẹ này cho tao. Thằng nào? Thằng đàn em của thằng bẻ lẽ. Hôm nay tao gặp tao chào, tao lịch sự xin lỗi đó. Nó không bỏ qua, nó còn cười khi dễ tao mày. Nó cười sao? Nó là đứa nào? Thằng chính hô. Mất dạy. Người ta hô kệ cha ra đây. Mất mới ảnh hưởng tới mày. Mày muốn lấy số nữa hả? Tao dậm mày luôn đó. Thôi 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 đi. Mày đi nhanh vậy. Tao hỏi một câu được không? Mày đi đi nha. Mày hỏi câu gì? Hết chưa? Hết rồi. Chào khán giả đi rồi vô. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và thay mặt cho Khoa Nguyễn và anh Chí Tài gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Alo. Ừ. Trời đất ơi, nguyên một cái dãy nhà trọ mình có biến rồi. Ừ, ra lẹ đi. Ừ, ừ, ừ. Cú hà. Trời đâu hết hồn á. Mới về hả? Sao về tới đây còn gọi anh chi vậy? Ê, ăn xoài không? Tôi có chuẩn bị xoài cho bà nè, bà thích mà. Đem ra đi. Xoài chấm muối tôm. Ngon. Chờ chút nha. À. Rầu quá rầu luôn. Đây. Bây giờ là không biết rồi sao. Xoài tới đây. Thấy chưa, rất ngon. À, thấy chưa, lần đầu tiên bà thấy chị cắt xoài thấy ghê không? Cắt xoài như dưa lưới vậy đó. Lặng lẽ tao phải cắt dài. Không, nhờ. Vậy cho bà dễ ăn đó mà. Đây, đây, để im đó. Ngày hôm nay là tôi phục vụ mà. Quỷ già thiệt á. Nè. À. Cái gì vậy? Ngọt á. Ngọt mà. Ngọt xuống tới cái bà nhăn mặt mà bà nhéo nước mắt luôn nè. Ngọt ngon. Ngon. Miếng nữa, miếng nữa, miếng nữa. Miếng nữa. Ngon. Ê. Xoài này á, tôi mua xong về
tôi gọt xong tôi ngâm chút xíu muối. Xong bắt đầu tôi mới ấy ra, bỏ tôi lạnh nó giòn. Ăn ngon. Cái gì vậy? Không ngon hả? Không phải không ngon, ngon. Là thấy bà rầu vậy? Cái gì vậy? Nó rầu trong bụng. Rầu trong bụng hả? Tiêu chảy hả? Cái gì tiêu chảy? Chứ sao bà nói bà rầu trong bụng? Nó rầu trong bụng là buồn đó, chứ không phải là đau bụng, hiểu không? Ai làm gì bà buồn? Thôi, đút tôi ăn miếng coi. Đây, đó. Thôi, tôi không thích cắm vậy đâu. Không thích. Bà lấy tay bà đút tôi ăn. Nó tình cảm. Trời ơi, nghe cái mùi tay của tôi ăn mới ngon, đúng không? Đúng rồi, đó. Qua cái cây tre nó mất mùi. Đây, chấm đây, ăn nè. Quỷ già hả? Quỷ à. Đây, ơi, đây, lấy cho tôi đi. Xuất sắc nè. Trời ơi, chút xíu bà cắn cái tay tôi luôn á. Ghê rồi. Ngon lắm. Thơm á. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sặc muối. Sặc muối. Không sao đâu. Bà phần phun cái gì nước miếng vô mặt tôi còn được mà. Mất vệ sinh ra. Sao? Mà nói nghe nè. Chuyện gì mà rầu trong bụng nói tôi nghe coi. Thì đây tính giải quyết ba cái vụ này nè. Chuyện cái gì? Trời ơi. Cho ho hoài trời. Muối. Bình tĩnh. Nè. Sặc quá rồi, sặc luôn á. Không sao đâu. Bà lo chuyện gì? Vụ hai vạch này nè. Hai vạch gì? Này đồ test Covid nè. Hai vạch. Này của ai à? Trời đất ơi, tôi cầm mà đương nhiên là của tôi rồi. Trách nhiệm thuộc về tôi. Trời ơi. Gì? Sao bà vô ý thức vậy? Vô ý thức gì trời? Hồi nãy giờ bà về ăn à? Mời ăn, bà cũng nhào vô bà ăn khí thế. Bà đút cho tôi ăn, tôi đút cho bà ăn à. Bà phun nước miếng vô mặt tôi. Trời ơi, bà kinh khủng khiếp quá. Ủa? Tôi sợ bà rồi. Ủa làm gì sợ? Bà đừng đứng gần tôi nha. Bà đừng tới gần tôi nha. Ê. Hả? Không gì? Có được à. Sao? Nè, tại sao vậy? Hả? Tại sao bà ác với mọi người như vậy? Tại sao bà ác với tôi vậy? Ủa ác cái gì? Có gì đâu mà ác. Bà giác ra. Bây giờ tôi không cho bà gần tôi nữa. Nha. Sao? Tại sao? Tại sao bà bị hại vậy? Hả? Cái này của bà đúng không? Thì nãy tôi nói rồi, hồi nãy tôi cầm là đương nhiên là của tôi rồi, trách nhiệm là thuộc về tôi biết mà. Trời ơi, bà nói tại sao bà nói được một cái câu mà nó nhẹ như lông hồng như vậy? Chứ có gì đâu không nhẹ đây nè. Nhẹ hiểu luôn, thấy không? Nhẹ hiểu rồi, thấy không? Trời ơi, trời. Bỏ xuống đi. Nhưng mà ông sao vậy? Có gì đâu, bình tĩnh đi, không có gì hết trơn á trời á. Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh? Nguy hiểm lắm. Cái gì? Bây giờ bà và tôi không còn sự gần gũi nữa. Mà phải giữ khoảng cách đàng hoàng nha. Nếu không tôi sẽ hận bà. Trời đất ơi. Cái này là bà bị đúng không? Bà bị đúng không? Tôi đã nói là cái này hồi nãy tôi cầm. Thì tôi biết là tôi chịu trách nhiệm rồi. Tôi biết là tôi chịu trách nhiệm mà. Nhưng mà bình tĩnh đi, có gì đâu. Không có bình tĩnh được. Bà làm như vậy là bà sai. Có gì đâu. Bà hai vạch rồi mà. Bà làm như vậy là bà tầm bậy. Sai. Bà bớt cái miệng bà lại đi. Nha, bà nói to ra, phun ra còn nhiều hơn. Phun cái gì, bây giờ sợ cái gì, tôi nói thiệt, ông mà sáng giờ tôi đi chợ cả sớm, cả nguyên cái nhà trọ tôi tiếp xúc hết rồi, đâu ai sợ đâu. Trời ơi, bà nói vậy mà bà nói được hả? Ý thức cộng đồng của bà đâu? Ôi, em thách thao quá. Đồ, bước ra ngoài hiên. Ô, trông từ xa, thấy ô như hai người quen. Anh, đứng lại đây, đứng lại đây. Dạ. Đem đồ vô trong nhà. Dạ. Không có giặt vũ gì ở đây hết. Đem vô nhà đi. Trời ơi, giấc đêm này giặt đồ mới là sướng chứ. Giấc đêm về nè, là ngay khu sớm mình là nước nó mạnh nè. Rồi nó im ắng, giặt đồ nghe xoẹt 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 xoẹt.
Trời ơi, nó xả xì chết mà nó thư giãn thần kinh lắm. Anh có đồ dơ không đi em giặt? Thôi khỏi, khỏi, mày đừng đứng gần tao nghe. Thôi, ông không có nhưng mà... Giặt ra! Bà đứng bên này, bà không được gần nó. Nè, tao nói mày nghe, mày đem đồ về đi. Một tuần mày giặt một lần cũng được. Anh ơi, sao kỳ vậy? Em nổi tiếng là em là cái máy giặt của sớm. Coi như là tối nào em cũng đi giặt đồ, ai có đồ dơ cứ thảy vô thao. Rồi tối em giặt rồi em phơi rồi mai em gửi lại cho từng nhà hết. Không có thiếu thốn đồ đạc gì đem trả, đúng không? Chị, đồ lớn, đồ nhỏ gì em cũng giặt cho chị hết đúng không? Chị có đồ dơ gì không? Đây. Giang ra! Tôi đã nói bà giang ra. Không cho bà gần nó đó. Làm gì tôi không được gần nó. Đi ra. Mày không được gần bà nghe chưa? Anh sao cái nè, trời ơi. Mày làm gì vậy? Em lại em nói chuyện mày với anh. Mày giang ra đi, mày đi về đi, tao lại mày. Anh ơi, anh sao vậy? Lại mình nói chuyện. Không có nói chuyện được. Tại sao không nói chuyện được? Đứng xa về vẫn nói chuyện được, mắc mới phải lại gần. Thì mình tình cảm anh em ở hàng xóm láng giềng với nhau, mình nói gần với nhau. Em mày, giải thích anh nghe cái này. Tao nói không có được mà, đừng có giải thích gì hết. Sao chạy đi đâu cũng dính hết trơn vậy? Tôi bọc đầu anh mà. Anh chạy đâu vậy? Anh nói chuyện rõ ràng đi. Anh làm gì vậy? Tự nhiên anh giận hờn tôi hay là gì? Anh không có giận hờn gì mày hết trơn á. Không có giận hờn gì để em cho em giải thích chứ. Nãy giờ tự nhiên là nè, không giận hờn em, tiện xa lánh em. Rồi bây giờ suối luôn bà chị tôi xa lánh tôi là sao? À. Đó, bởi vậy tôi phải giải thích với anh. Anh ơi, đừng có ghen tuông vô cớ như vậy chứ. Đúng không? Anh không ghen tuông vô cớ vậy chứ. Nè, bây giờ đó, ôi, đúng không? Trời, ổng nói chung là giang ra. Ghen. Không có ghen quá đi mà. Nè, em nói thiệt nha, bây giờ nè, em với anh đứng gần nói chuyện hai người đàn ông. Em hai người đàn ông đứng gần nói chuyện. Cái gì vậy? Miệng tôi thối lắm hả? Anh làm cái gì vậy? Hai người đàn ông mình nói chuyện. Mày đứng xa ra cho tao thở đi. Mày đứng gần tao nín thở tao mệt quá. Bây giờ tôi giải thích anh nghe luôn. Giải quyết câu chuyện hai người đàn ông. Bây giờ như vậy. Em nói mày đứng lại. Rồi, tôi sẽ tránh xa anh ra. Tao đã nói không cho mày đứng làm mà. Rồi, không được gần tao đâu. Không chứ. Bây giờ như vậy phải giải quyết cái chuyện nhọc nhằn ở ngay sớm này, để nó nhọc nhằn chuyện tình cảm em khó chịu lắm. Chị có thương em không? Thương. Vẫn là tình cảm với em chứ? Đương nhiên. Em ôm chị cái. Đừng. Đừng. Trời ơi. Trời ơi là trời ơi. Thấy không? Vẫn không có gì lưu luyến. Chỉ là tình cảm chị em thôi. Trời không có gì hết ơi. Gì vậy? Tự nhiên anh đau khổ gì vậy? Anh có thương em không? Anh có thương em không? Đó. Cái này là mày muốn đó nha. Thì muốn chứ. Không phải tao. Đúng rồi. Ở sớm làng là mình yêu thương nhau. Mình phải ôm nhau như vậy. Ôm đi. Mình ôm nhau như vậy. Mày muốn đó. Mày ôm đi. Nó gọi là yêu thương nhau chứ. Sớm mình đó là phải là như vậy. Đúng sớm rồi. Nhỏ mà vui. Vậy không có sự ngăn cách. Đúng rồi, lại đây nè. Em nói nha. Hai anh chị nghe. Một cây làm chẳng nên non, nhưng mà ba cây chụm lại sẽ nên hòn núi cao. Ba cây, nhưng mà mỗi cây nó hai vạch màu đỏ thì nó không thành cái núi. Vạch gì? Không có vạch gì ở đây hết đó. Không có hai vạch gì ở đây hết. Ba vạch gì? Ở xóm mình là chan hòa tình thương hết. Không có ngăn cách vạch này vạch nọ. Nhà này nhà nọ nó chan hòa. Xóm nhỏ mà vui. Mình phải yêu thương nhau. Ráng yêu thương nhau đi. Đúng rồi. Bà ép không đó. Tao. Anh bắt ấn gì vậy? Ấn ông nội mày, cái này ép một. Mày là bây giờ là mày là vậy nè. Không chừng mày cũng vậy luôn giống tao đó. Ôm nữa đi. Giận chơi. Giỡn chơi. Giỡn cái tự nhiên ép không biết một. Tự nhiên nói chuyện. Đây. Đó. Nhìn đi. Cái gì? Hỏi mày hỏi phải của bà không? Cái này là cái test nè. Ờ, hỏi phải của bà không? Nó hai vạch. Cái này của ai? Thì đó, hồi nãy chị nói với ổng rồi. Chị cầm trên tay của chị. Chị biết rồi, chị trách nhiệm. À, cho mày. Sao vậy? Ngu. Ta đã nói không được rồi mà.
Mày có lại trời. Bây giờ cũng ai cứu mày đâu. Tao đã cản mày rồi. Sao chị ác vậy? Ác cái gì? Trời ơi trời. Chị biết như vậy rồi. Mà chị ôm tôi. Mày nhào vô mày ôm bả trước. Mày đừng có vu oan giá họa cho bả. Còn anh nữa, anh nói anh thương em. Sao anh không đánh đập em, xua đuổi em, đánh đập đá em, nhăn vô nhà đi để cho em ôm bả chi vậy? Tao chửi mày quá trời, mày vẫn dí theo tao, mày xin ôm hả? Trời ơi! Còn tao tình nguyện tao ôm. Trời ơi! Trời ơi, thiệt tôi tức hai người dễ sợ luôn á. Tôi... Trời ơi! Bây giờ hỏi bà nè, mấy ngày rồi? Cái này là nào? 2-3 ngày. 3 ngày. Vậy mà 2 ngày trước, 2 ngày trước chị còn tổ chức sinh nhật ở ngay cái xóm này nữa. Đúng rồi. Trời ơi, chị mời em với ảnh qua ăn sinh nhật của chị. Bữa đó có nhậu. Em còn nhớ mày nè. Nhắc tao mới nhớ mà. Đó, đây còn giữ nè. Ngay đây nè. Đây là ngay đây nè. Bữa đó chơi trò chơi đồ. Đó, ngay đây. Trò chơi vui nhộn rồi, trời ơi là trời. Đó, để đây là xong rồi. Bia với rượu pha vô đây. Mình tổ chức uống rượu cần sinh nhật đi nào. Yeah yeah. Hôm bữa là chị uống trước là tại đúng rồi, chị. Sinh nhật chị. Ừ đó. Đó, chị uống. Đó, đó là kính lão đó, coi anh uống. Đó, ngậm vô uống. Đó, tới em là em nhỏ nhất nè. Đó. Đó là 2 bữa trước mà. Ngu. Nó nhậu hơn nữa rồi. Mày ngu, đứng xa xa nói được rồi. Bây giờ múc luôn, múc luôn. Nó đậm hả? Tại sao lại trời ơi? Mấy giờ... người sao á? Ừ, mệt quá tôi 2 vạch đó, tôi ép không đó. Cái trời ơi, mấy người. Thì biết là vậy rồi, bây giờ phải làm sao đây trời? Bây giờ gói quá, bây giờ rồi. Bây giờ em bây giờ không biết giờ số quận em bây giờ em phải làm sao? Bây giờ mày muốn làm sao không? Bây giờ làm sao? Bây giờ mày đưa số điện thoại ba mẹ đưa mày đưa số đây. Điện thoại ba má. Ờ, để rồi. Tao điện ba má mày lên chở mày về. Thôi, đừng có như vậy trời ơi. Ba má mà biết chuyện này chết em luôn. Ba má em sẽ xa lánh rồi, ba má em sẽ về đồn. Đồn cả ở quê em rồi, mọi người sẽ đối xử em như thế nào. Em thấy cuộc đời em như thế nào anh ơi, không được. Cái này phải bình tĩnh lạc quan. Em coi coi báo chí em biết. Bình tĩnh lạc quan xử lý tình huống. Bây giờ mày có nhảy gì quá, mày còn mệt thêm thôi. Cái bệnh này nó ảnh hưởng phổi mà, mày bớt nói càng nhiều càng tốt. Bây giờ đứng theo thứ tự luôn rồi đó. Số 0, số 1, số 2. Mình đứng như vậy đi. Mình đứng như vậy đi. Rồi. Mình đứng như vậy đi. Bây giờ em phải làm sao? Bây giờ ba đứa mình là chung một chiếc thuyền rồi. Bây giờ ba chúng mình phải làm sao? Đi chết đi chứ sao giờ? Anh im đi. Anh bậy bạ hết sức. Cái gì nó cũng phải lạc quan. Yêu đời lên. Làm cái gì tự nhiên cái vậy đâu, đi chết. Có gì đâu mình phải tìm cách xử lý chứ. Này sao nói vậy? Mày điên hả? Mày điên hả? Đâu phải ổng nói. Tao nói rồi nè mày. Chứ ai? Nữa hả? Trời ơi, thằng trai đẹp trong xóm có duyên nè. Nó bị gì nè? Ông trời ơi. Sao nó kêu ông giết con chết luôn đi ông trời. Tại sao ông đối xử với con như vậy? Cái gì vậy? Em muốn chết. Hả? Em tự nhiên muốn sống muốn mày điên hả? Bao nhiêu ai, muốn ai sống, muốn sống. Tụi tao đang muốn sống đây nè. Bây giờ cuộc sống của em nó vô nghĩa lắm rồi. Giết em chết đi. Bày. Ê, không ai ngu giết mày. Mày tự nhiên mày xúi ở trong xóm thì giết mày trong tụi tao đi ở tù hả chị? Mày điên quá. Vậy là anh chị vẫn còn tình thương dành cho em. Còn à? Ơi. Mọi người thương em đúng không? Ừ. Cho em mơm một cái đi. Cho em mơm một cái đi nào. Đây. Cho em mơm. Ê, ê, ra nè. Bà ra đây. Ra nè. Bà biết. Bà đi. Sao? Mọi người yêu em đúng không? Thương em đúng không? Đúng. Cho em mơm một cái đi. Trời bà đi theo tôi, bà đi theo tôi. Đi qua lắm. Trời ơi. Anh vô đây, đúng thứ tự. 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3 được không? Phải, đừng. Cái gì đâu, nó mày cũng đừng. Có cái cho em anh nhập với. Không. Bây giờ em đừng tính cái gì hết. Em chỉ tính là em nothing. Nothing and nothing. Em không thể, em muốn ôm anh chị. Không, đừng đi. Mày. Nó khao khát quá kìa. Nhưng mà bây giờ mày nghe tao hỏi nè. Mày bị cái gì? Mày nói tao nghe coi. Gì vậy? Bị cái gì? Em bị ép. Hả? Em bị ép. Trời ơi, gì? Máy. Mày bị ép máy. Em bị ép A. Ép A là ép máy. Ép A là cô đơn.
Trời ơi. Em hỏi một cái đi. Né ra. Đợi tao. Em làm vậy. F3 là cô đơn. Cô đơn. Cô đơn á. Cô đơn không chết bằng Covid. Mày không. Cô đơn mới chết. Sống một mình không tồn tại được. Em đi chết đây. Mọi người không thương em đi chết đây. Thôi sang này nó đòi chết hoài vậy trời. Giờ... Bao nhiêu người muốn sống mình về mọi ở đây có thương sao? Em không? Thương. Thì cho em ơi một cái. Thương thì bây giờ tao nói mày nghe nè. Bây giờ mày thất tình. Mày muốn chết nhưng mà bây giờ á là mày vô nhà mày khóc đi. Rồi từ từ mày chết mày sáp vô bộ ba này mày còn chết nhanh hơn đó. Không. Ngay lúc này đây em cần một bờ vai. Trời. Một bờ vai của một người đàn ông. Em ơi đừng. Bây giờ em hãy đi mượn một bờ vai lạ của một người đàn ông nào đó đi. Nó đổi giới tính rồi, nó mới cần một bờ vai của người đàn ông đó. Chứ sao gì? Người đàn ông để đồng cảm với em, hiểu không? Nhưng mà bây giờ thời điểm này tao khuyên mày, anh lại mày. Mày vô trong nhà, mày đóng cửa, mày ôm gối ôm, mày thế cái bờ vai đó đi. Nhưng cái đó không thể nào thay thế được. Em cần một con người thật sự. Chứ nếu không có những cái bờ vai này thì mày sẽ làm gì? Em đi chết đây. Trời ơi, tội nó quá mà. Tội nó quá. Đây. Ôi, bà là một ổ. Gì? Bà làm một ổ rồi đó. Bây giờ là theo cấp độ đi. Từ nhẹ tới nặng. Đây, tôi sẽ là hy sinh trước cho. Hay quá anh Đạt ơi. Đây nè, bờ vai. Trời đất đỡ ơi. Chưa? Anh Đạt ơi, em cần cái bờ vai này nè. Thôi đi, đủ rồi. Thoải mái chưa? Em thoải mái lắm rồi, anh Đạt ơi. Tự tin chưa? Trời ơi. Đây nè. Mày giang ra đi. Anh có bờ đùi nữa. Ấp mặt vào đây. Ấp mặt vào đây. Không, anh còn trẻ lắm. Anh không phải là người đàn ông vững chãi. Em cần một người có kinh nghiệm. No, anh ơi. No. Anh lên dạ. Anh lên. Trời ơi, mình một cái. Nặng hơn rồi đó. Nặng hơn rồi đó. Ôi. Cái này. Dạ. Cái này là tự mày nha. Dạ, em cần. Không phải tao. Không phải tao đâu. Dạ. Ôi. Trời ơi, chữ phải. Anh ơi. Chữ phải thật là mạnh. Anh có tặng em cái gì không? Chia sẻ với em đi. Anh đã chia sẻ với em nhiều lắm. Anh không thể nào đếm hết được bao nhiêu đâu. Anh thôi, ơi, em làm gì rồi? Anh có thấy là em ngốc nghếch lắm không? À, em không ngốc nghếch. Em nên vào bệnh viện tâm thần đi. Anh sợ em. Tôi ngu. Sống quá. Ở đời phải tự tin hơn. Em hư với anh. Em phải tự tin lên. Các anh tặng anh cái gì em dặn. Em dặn cái đó. Tụi anh chia sẻ hết rồi đó. Mấy mà... người này vậy làm cái gì á? Cái nhỏ đó mang mang. Hai anh là đàn ông. Em cần một người phụ nữ. Trời. Mày ngu đó, mày ngu lại đó. Đây. Mày ngu. Nó hôn ổ làm... luôn. Chị thông cảm. Hung em một cái. À, thương chị ơi, em quý chị thôi, quá. Không có gì hết, có gì cứ nói với chị nè. Chị có gì cứ nói với chị. Dạ, thương chia sẻ với nỗi đau này. Thương. Em cảm ơn chị đã chia sẻ cái nỗi FA của em nha. Rồi ôm. À, nãy giờ là bà chia sẻ cũng là mấy ngàn con á. Dữ lắm rồi, đếm không hết đâu. Chị thương em lắm, em bị FA chị chia sẻ giùm em. Đúng rồi. À, em bị FA đó. Dạ. Chỉ là F0 chỉ đang chia sẻ với em đó. Mà đi. Trời ơi. Trời ơi. Mà làm cái gì vậy? Trời ơi, may là người quen chứ người lạ người ta giết nó rồi. Nó quăng tôi như một con cúp bế. Chị bị F0 hả? Trời ơi. Chị ác lắm. Chị tàn nhẫn, chị dã man lắm. Chị ơi, tại sao chị ích kỷ như vậy? Biết mình F0 rồi thì chia sẻ với em làm cái gì? Thôi mày đừng chửi bà nữa. Qua đây. Chị làm vậy đó. Chị phải có tình thương dành cho đồng loại của mình chứ. Chị làm vậy tôi khởi kiện chị đó nha. Tôi khởi tố chị luôn. Chị sẽ đi tù. Thôi đánh đi. Mệt mấy người quá. Hồi nãy giờ tôi quạo lắm rồi nha. Ai nói với mấy người là tôi bị F0? Ai nói? Thì rõ ràng. Bà nói. Rõ ràng. Hai vạch đây rõ ràng. Hai vạch đây nè. Đây nè. Mày né ra coi. Nè, đây rõ ràng hai vạch của ba. Theo thứ tự luôn nè. Đó là anh nè. Đó hồi nãy là anh là gì nè? Đây là F1 nè. Nè, tôi nè. Rồi bây giờ mày biết tự làm luôn chưa? Bà đó, đó, đó là bà F0. Mày không làm được chữ F à? Trời ơi. Bây giờ em quéo đó, luôn. Đó, chị đó. Đúng rồi đó, đó. Trời ơi. Nó bà, là như vậy. Mấy người cả xóm này bây giờ đi tu hết rồi. Ai cũng bắt ấn hết. Mấy người vừa phải thôi. Đúng là cái này là của tôi. À không phải, đúng là cái này là tôi cầm thiệt. Nhưng mà nó không phải là của tôi.
Tôi nói cho bà nghe nè, bây giờ bà đừng có giấu giếm nữa. Bà làm như vậy á là bà hại cả cái xóm này đó. Đúng rồi, mình phải có trách nhiệm chứ. Đã bị như vậy thì mình phải biết, mình biết là mình bị vậy mình chữa. Chứ bây giờ cầm trên tay của mình là nó nói rồi, không phải của mình còn giấu giếm gì nữa. Mày coi nè, bà bị hai vạch gì đó, cầm trên tay của bà bởi vậy. Mày ăn thôi đi. Quá đáng vừa phải rồi, cuộc sống không có lòng tin dành cho nhau. Tin gì mày điên hả? Cái này không phải của chị đúng không? Đúng. Đúng rồi. Mình... cái này là của em. Hả? Dừa, cho bà dừa nghe. Trời ơi. Cái này của em. Sao ngựa về ngược vậy? Vậy là nó rồi. Hèn gì mày về mày cảm thấy mày đau đớn trong lòng khi mày hại cả cái xóm này. Cho nên mày khóc lóc rồi này nọ, đặng mày lấy hết cái xóm này đúng không? Tại sao mày sống không có ý thức gì vậy? Tại sao kỳ lạ vậy? Em có ý thức lắm. Mày biết như vậy? Không, mày ơi! Mày chờ mày à? Đứng im ra! Mày ôm bà đi! Trời ơi trời, hồi nãy là đúng là thiệt, tôi dại dột, tôi ôm nó rồi thì xèo. Thằng này mày quá đáng như vừa mày. Mấy anh chị làm sao á? Sao vậy? Sao vậy? Cái này đúng là của em. Thì của mày, mày đã biết mày vậy. Nhưng mày còn về mày nhận, ôm. Em nhặt ở ngoài cổng nhà trọ của mình. Lại một người nhặt. Em ý thức, em có lấy chai còn. Em xịt đàng hoàng. Em lấy cái đồ gấp, em gấp, em bỏ vô đây. Nha. Em bỏ vô đây, em định đem đi quăng vô thùng rác. Nhưng mà chưa kịp quăng á, cái tự nhiên nghe điện thoại của ông bồ em. Em vội vàng em quăng xuống vậy đó. Cái giờ chị Linh lụm cầm lên. Cuối cùng của ai không biết luôn. Trời ơi, làm hồi nãy giờ né nhà muốn chết luôn à. Vậy là cái này không phải là của chính bản thân mày. Không. Cũng không phải là chính bản thân bà. Không. Hai cũng... người đều lụm hết. Đúng rồi. Cái này là do cái người vô ý thức. Đúng rồi. Làm cả xóm hết hồn. Trời ơi, biết gì đâu, khỏe người quá đi. Vậy khỏe rồi. Khỏe quá. Lát hồi mình đi dục. Lát hồi mình đi dục mình đốt. Thôi. Trời ông ơi. Nói thất tình, nó thất tình á. Đây đây. Thôi lên đây chia sẻ. Trời ơi. Bây giờ sớm nó... mình yên rồi. Có thể ngồi đây trước rồi. Ha. Khỏe phào. Hú hồn. Bây giờ là mình muốn chia sẻ bao nhiêu cũng được nữa. Bây giờ mày đang FA. Thiệt tình. Mọi chia sẻ bao nhiêu. Đang không có ép gì. Ừ. Thoải mái. Khỏe phắn đi. Mày có thể chia sẻ 2 giây, 4 giây, 6 giây, 8 giây, 10 giây tao cũng chia sẻ rồi nữa. Có gì nói đây. Đây là tình cảm nè. Đúng em rồi. Cả cái xóm này. Ôi trời ơi. Em quý mấy anh chị lắm. Nói nghe. Bây giờ cái chuyện như thế nào? Sao? Để nói đi. Để anh chị có thể chia sẻ với em được chút nào thì chia sẻ. Em kể đi. Tại sao? Tại sao mày FA? Tại sao người yêu mày bỏ mày? Mày cứ kể thoải mái đi. Bộ em quá đáng lắm anh ơi. Cứ kể đi. Mày nhúng quá cái giọng nó khó nghe gần chết à. Em thư giãn cho nó để thôi nó... khỏi đi. À, khỏi hả? Để im cho nó nói. Rồi nói đi. Rồi sao? Hai tuần nay em về quê em lo công việc dưới quê á. Giải quyết công việc xong rồi. Em nhớ em bồ quá. Định gọi điện thoại lên thăm nó. Chưa kịp gọi nó gọi về em. Nó nói tôi không muốn gặp mặt ông nữa. Ông ở dưới quê luôn đi, đừng bao giờ lên đây nữa. Trời mẹ, sức mẹ ha. Tội nghiệp vậy, quen nhau mấy năm trời sao tự nhiên nói chia tay trong vòng có 2 tuần lễ vậy. Buồn chứ anh. Nó bị cái gì nó có. Em lần lần em bắt xe lên đây liền luôn. Em đi tìm hiểu, em gặp bé bằng thân luôn. Em hỏi tại sao vậy, tại sao cô ấy không muốn gặp tôi. Bé trả lời bạn em đi cách ly rồi. Cách ly là sao? Vì F0 đi cách ly rồi. Ô, cá ơi. Sao nó cứ vòng vòng ở đây hoài vậy trời? Sao nó cứ vòng vòng, nó quẩn quẩn ở đây hoài? Trời ơi, bây giờ tôi mới biết cái dịch vật đó là cái gì. Sao nó cứ vòng vòng? Sao mày ác vậy? Hả? Em làm gì ác? Con bồ mày F0, ít nhất về đây mày cũng phải có ý thức. Mày né ra. Tao đã né được cái chuyện này rồi. Mà mày, mày vẫn không cho mọi người né cái chuyện của mày. Hả? Sao mày ác như vậy? Em bình thường mà. Bình thường con khỉ khô. Sao được? Mày điên hả? Nãy mày về mày mạnh miệng, mày chửi bà này. Trời ơi, bà làm vậy, bà sẽ bị chi tố đó. Bây giờ mày làm vậy, tao chi cho mày. Mày giao tiếp với em không mà mày nói mày bình thường là hay, sao hay quá, chứ tao chi cho mày lên sinh tố quá. Ủa, 2 tuần rồi em chưa gặp mặt bộ em. 2 tuần là 14 ngày đó. Đấy, khoảng thời gian là cách ly đó, là nó không gặp mặt bồ nó. Mà Ê 14 ngày rồi. Nó lại bay ra khỏi đây nữa rồi. Ồ, nó cứ bay vào đây rồi nó bay đi. Bà không... cô ấy, bà cô ấy bà như là một cái vong đó nha. Dập bà chiều. Cứ bay lờn vờn ở trong xóm này rồi bà cô ấy lại bay đi. Ôi bà cô vi thiệt là vi diệu.
Hay thiệt, hay thiệt. À, 14 ngày rồi hả? 14 ngày. 14 ngày chưa gặp mặt bồ luôn. Vậy là không sao rồi, không sao rồi. Thì bây giờ mày phải nói rõ ràng chứ. Chuyện gì nó cũng phải rõ ràng, nói chuyện lúc nãy anh chị có nói rõ rồi, tại anh chị sợ quá, tâm lý anh chị lúc nào cũng sợ sợ hết. Đúng phải rồi. Bình tĩnh với mọi tình huống, hiểu không? Đúng. Bình tĩnh lúc nào cũng bình tĩnh nè, mấy nay nè tao nhức mình nhức mẩy nè, tao hay ho nữa. Mà tao vẫn bình tĩnh có gì đâu. Trời ơi, bỏ quay lại nữa rồi. Trời ơi, bây giờ mọi người nghe tôi nói đi nè, khổ quá. Bây giờ á, quan trọng là chúng ta phải bình tĩnh. Tại vì bây giờ á, mật độ vaccine á, nó cũng đã phủ rộng khắp rồi đúng không? Lo gì nữa, có dính đi thì cũng bị nhẹ. Nhưng mà quan trọng là mình không được chủ quan nha. Đúng rồi, quan trọng là đây tình người ở đây sớm nhỏ mà vui. Trời ơi, có dĩa xoài đây ngon quá. Thôi mình tụ hợp ăn, ăn xoài, ăn xoài. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, 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 lâu lắm rồi mới ăn xoài đó. Rồi là tụ hợp ngồi 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 với đó. Xoài này là chấm với muối nè, còn cái này là giờ chấm với gì kì. Quá ơi. Chương trình Paris by Night Tiếu Vương Hội được bảo trợ bởi Diamond Sponsor iGel Beauty. Paris by Night 135 từ công phụng trên ngọn tình sầu được bảo trợ bởi Tập đoàn Tân Hiệp Pháp, D&D Gel, Lexor, Dr. Sam và Mabby. Mà cái sofa khổng lồ như vậy, trái nhà rồi sao ra hẻm được biết nữa. Có ai ở nhà không? Ai nói chuyện xui xẻo dữ vậy trời. Hi everybody. Em chào nhỏ. Nữ, cái gì? Cho cô gặp người lớn được không? Cái mặt tôi già nhất nhà này rồi đó. Ủa già hả? Sao thấy làm như 12, 13 tuổi mà. Nhìn kỹ giùm cái. Ờ ha, nhìn xa xa tưởng là học trò middle school, nhìn gần là biết middle age rồi. Nhiều ủa rồi tới coi bói hay là coi mắt tôi mà hỏi nhan sắc tôi dữ vậy? Khoan khoan, nhưng mà xin lỗi à, thì như vậy là người tôi này... là cậu Tơ nè. Ô cậu Tơ thôi. Trời ơi, bạn bè tôi nói là cậu là coi bói linh thiêng lắm. Đây nè, hôm nay tôi muốn vô tôi hỏi. Nữ im đi, nhìn mặt nữ thôi là biết nữ tới đây kiếm cậu coi gì rồi đó. Ủa biết liền vậy đó hả? Mở cây quạt này ra nghe, nhìn mặt nữ là biết tới coi tình duyên hay là gia đạo. À coi gia đạo phải không? Đúng nhận sai từ từ cãi cậu nghe. Ủa im re vậy? Tại cậu nói sai là từ từ cãi, bây giờ cãi nè. Không phải là coi gia đạo. Ủa chứ coi cái gì? Coi tình duyên. Thí dụ coi tình duyên xong hợp ý ưng bụng có cưới ta làm vợ chồng không? Nhào vô lấy liền. Là gia đạo rồi đó. Cãi cậu không hà. Thôi cậu nói hay quá. Nhưng mà khoan khoan, cậu trước khi coi đó, cậu cho tôi hỏi cái này chút xíu nha. Cậu ơi, tôi thấy đi từ hẻm vô đây thấy cái chỗ này nó quen ghê gớm lắm. Ừ. Có phải ngày xưa ở cái chỗ này là cái trường học cũ không? Đúng rồi, ngay cái góc này xưa là trường làng đó. Học sinh học đông lắm. Vậy hả? Sau này giải tỏa, nhà dân mới mọc lên. Trời ơi, vậy là đúng rồi. Đây nè cậu, tôi cho đây nè, cậu biết không? Đây nè, nhìn qua cái cửa sổ nhà cậu. Ừ. Trời ơi, hàng xóm nhà cậu sao nó nhiều dữ vậy? Hàng xóm tôi được cái nhiều chuyện bu đông lắm. Ai cũng dòm tôi với cậu hết trơn ha. Ừ. Đây nè, tôi nói cậu nghe nè, nhìn ra đây nè nha, vậy là đây là đúng là cái trường cũ của tôi rồi. Ừ. Nhìn ra đây là cái cây phượng vĩ. Đó. Đúng rồi, góc này trồng phượng nhiều lắm. Đó, trời ơi, phượng nó nở rực à. Rồi ve sầu kêu vênh vác, trời ơi, cứ mùa hè tới đó cậu. Rồi, bên cái cây phượng vĩ tôi nhớ là người ta hay bán hàng lắm. Ừ. Đây có một cái xe, ngày xưa người có một cái xe bán thuốc lá. Đúng rồi, mấy góc Sài Gòn mình xưa xe thuốc lá nhiều đúng lắm. Đúng rồi, ở dưới người ta bày những cái hộp thuốc lá. Ừ. Còn ở trên thì người ta treo toàn ten, À, mấy cái áo mưa. Đúng rồi. Áo mưa mà một người xài đó. Không, tụi tôi xài hai người. Trời đất ơi, là thiết kế một người cho an toàn, bà xài hai người tại quầy rồi sao? Không, xài hai người vẫn đủ mà, treo toàn ten đủ màu hết á. Không, mấy cái màu cơ bản đâu ra đủ màu. Mấy cái áo mưa một người bỏ vô bóp mình á. Không, áo mưa tôi bỏ vô cốp xe. Bà quê mùa nữa, áo mưa phải bỏ vô bóp, đem theo bên mình lỡ cấp bách rút ra xài còn kịp. Chứ bỏ vô cốp xe không lẽ mỗi lần nổi hứng lên kêu bạn đợi trong phòng, rời khỏi giường ra bãi xe lục 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 bạn mình mất hứng rồi sao? Trời ơi, cậu không biết rồi. Chờ đợi là bơi mình trong hạnh phúc. Hồi xưa tôi nhớ là lúc mà tôi yêu đó, tôi thích nhất cái hình ảnh mà anh ấy đứng lục 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 cái áo mưa ra, lấy cái áo mưa ra, bung ra, cả hai đứa cùng xài chung.
Trời đất ơi, áo mưa mà hai đứa xài chung. Mà tôi nhớ cái thời đó làm như chúng tôi mới yêu nhau đó. Ngày nào cũng xài áo mưa hết cậu. Trời đất à. Ơi, ngày nào mà cũng xài áo mưa. Đúng rồi. Trời, cặp đôi bà sung mãn dữ vậy đó hả? Không có, bởi vì Sài Gòn thời đó nó mưa dữ lắm. Tháng 7 mà. Khoan, ý bà nói cái áo mưa gì? Áo mưa cái lúc trời mưa. Trời đất, áo mưa lúc trời mưa hả? Ừ. Tôi tưởng đâu nói cái áo mưa lúc mây mưa với nhau. Ừ, trời ơi. Dễ hiểu lầm lắm. Trên đời có hai loại áo mưa, mặc khi xuống phố và mặc khi lên giường, hiểu không? Một loại thì chống nước chống sình, một loại thì phòng chống bụng mình phình ra. Đúng rồi đó. Tự hiểu cậu ý ơi. Cậu đó nghe không? Đây nè cậu, dạ. À, hôm ấy cho tôi cúng lễ mấy cây nhang cho thần thánh. Đi coi bói mà cúng bói nhang, bộ tính coi chùa hay gì? Ủa là sao? Phải có tiền lễ đặt lên chứ. Ủa? Tượng thần thánh là ăn nhang là đủ rồi. Thần thánh thích nhang, thần thánh no. Dạ. Tôi hết nhang, tôi nám phổi, tôi chết. À tôi hiểu rồi, dạ dạ. Con nói thầy nghe nè, nếu mà thầy làm cho mà nó linh hiển cuộc đời con thì cỡ nào con cũng đặt hết á. Mà tôi nói cho nữ nghe nha, thần thánh tôi thờ xa lắm, thờ tuốt ở bên Tây, ông Tơ bà Nguyệt đó. Trời mỗi ơi. Lần về xong mà rước đi là giác hướng hồi hạng thương gia không đó nghe. Đặt một chiều tôi không có coi được đâu. Thôi được rồi, mấy chiều cũng được, miễn là linh thiêng là được rồi. Rồi muốn khấn gì khấn đi cậu. Dạ, coi cho. Bây giờ khấn nha. Ừ. Dạ con bắt đầu con khấn nha cậu. Ừ. Dạ. Con nói mình làm sao mình cho nên tụi con mà xong. Dạ con này con làm sao cho con có thể làm được. Thế là mình những ý của con mà cậu nói nha. Dạ xong rồi đó cậu. Mụ nội đó cũng không nghe được nữa. Sao vậy? Bà khấn trong họng ai nghe. Trời ơi, thần thánh mà, nói cỡ nào thần thánh cũng nghe hết đó. Dạ thưa nữ, thần thánh lớn lắm rồi, 500-700 tuổi rồi, lãng tai rồi. Phải nói rõ tôi nghe, rõ tôi tâu lại với bề trên ta nghe. Trời ơi, vậy thôi nói lớn lên luôn ha. Ừ. Dạ thường thường chứ con cầu khẩn là con hầu ẩm trong miệng không à. Dear Mr. Spider and Mrs. Moon. Bà điên hả? Dạ sao? Bà khấn gì vậy? Ông Spider là tơ mà Moon là Nguyệt, là ông tơ bà Nguyệt đó cậu. Trời ơi, tôi thầy bói, có kêu Spider, tưởng Spider-Man người nhện không đó. Không, ông tơ bà Nguyệt. Tôi không biết tiếng Anh, không tiếng Việt đi. Dạ, dạ, thôi là tiếng Việt, trời ơi, cậu khó quá. Dạ, ông tơ bà Nguyệt ơi, con tên là Kimberly. Gì Kimberly? Không, tên Mỹ, con Việt Kiều mà, Kimberly. Kimberly à? Dạ. Thực sự ra là con mấy chục năm rồi, con ở xa con về, con muốn tìm lại người yêu cũ. Ừ. Bởi vì con nghĩ là chỉ có người yêu cũ mới yêu con say đắm, chân thành mà thôi. Ừ. Dạ, vậy con cầu ông Tơ Bà Nguyệt làm sao để xe duyên lại cho tụi con. Bởi vì nếu có điều gì vĩnh cửu thì con chỉ xin là chỉ là tình yêu của chúng con mà thôi. Dạ, con cảm ơn ông Tơ Bà Nguyệt, con cảm ơn cậu Tơ giúp giùm con. Cái gì vậy? Cậu Tơ nói cái gì vậy? Cậu nói gì vậy cậu? Nói tiếng bề trên. Không hiểu. Chừng nào thành người bề trên như bà hiểu. Thắc mắc quá. Nữ ở đâu? Cali. Có nãy Cali. Cái ông kia ở đâu? Cà Mau. Cái áo mới Cà Mau. Ân trên nói cho biết đó nghe, sẽ gặp lại đó. Trời ơi, thiệt không cậu Tư? Ông quên là cậu Tơ, tôi thiệt hả? Trời ơi, mà chừng nào mới gặp lại, hỏi giùm con đi, hỏi giùm con cái. Mình là quen. Sẽ sớm thôi. Sớm mà, trời ơi sớm. Trong ngày hôm nay đó. Hả? Trời ơi, thôi đừng giận mặt con cậu Tơ. Có không? Trong ngày hôm nay luôn hả? Ừ. Trời ơi, nhưng mà ở đâu? Hỏi giùm con cái ở đâu? Đi coi bói đừng hỏi nhiều quá, tôi bí. Hả? Ủa? Không phải, ý là thiên cơ bất khả lộ, bí mật. Trời ơi, nhưng mà gặp là khi nào sáng, trưa, chiều, tối, khi nào gặp vậy vậy cậu? Thoảng á. Cái gì? Bây giờ nói cho nữ nghe nha. Dạ, dạ. Đem phép về đeo vô đi. Dạ. Cái sợi chỉ đỏ này đó. Dạ. Sợi chỉ tơ hồng đó nghe không? Đeo ngón áp út đi. Dạ, trong dạ. Vòng 9 phút gặp lại người yêu cũ. Cái gì? 9 phút hả? 9 phút. Trời làm gì có chuyện đó xảy ra. Trời bây giờ làm sao mà 9 phút mà gặp được ở đâu hả? Dạ tôi lại bà. Dạ. Không biết tôi coi hay bà coi nữa. Bà làm ơn trong vòng 9 phút rời khỏi nhà chạy thẳng ra đường thế nào cũng gặp. Mà dạ. Đứng ở đây là hồi sau 9 phút người yêu bà là tôi luôn đó. Đừng. Dạ thôi. Con cảm ơn cậu, con đi liền. Dạ con cảm ơn. Dạ con đeo vô rồi. Trời giờ còn 8 phút rồi đấy nè.
Khách cậu Tơ ơi, cậu Tơ. Tỉnh người khùng. Cậu Tơ có nhà không cậu Tơ ơi? Ai vậy? Khách quen. Dạ, cho gặp cậu Tơ. Tôi nè. Dạ con thấy tưởng là cậu cô chứ. Mới sắm cặp chân mày tài lộc nhìn không ra phải không? Dạ đúng rồi, bữa nay nó sao nó đậm dữ thầy. Đi tái khám về hả? Ồ sao thầy biết hay vậy? Thì lịch của ông tôi biết mà. Dạ. Hôm nay đốc tờ nói làm sao tin dạ. Không? Dạ, đốc tờ mới cho biết là bệnh nhẹ hết rồi thầy. Mấy cái bệnh nhẹ hết rồi hả? Dạ. Nhờ ơn nhờ phước cậu đó nghe. Đêm nào cậu coi ngày tháng tên tuổi, lập đàn cầu an mỗi ngày đó. Bệnh nhẹ hết nhờ ơn cậu đó. Nhưng mà bệnh nặng còn thầy. Bệnh nặng còn hả? Dạ. Tại cậu không nói sao cậu biết? Tại vì bình thường là bệnh nhẹ cậu cầu an thôi. Giờ còn bệnh nặng phải không? Dạ. Để vài bữa cậu cầu siêu cho. Cậu. Ô. Cậu cầu tiêu tan bệnh tật. À, dạ, cầu tiêu tan thầy nói lẹ lẹ chứ thầy nói ngắt con hơi giật mình. Ừ. Dạ. Thôi bây giờ sao? Tới thì, cậu chi? Dạ, bữa nay con cũng lại cái chuyện hôm nọ đó thầy. Ừ. Dạ. Là muốn gặp lại cô ấy sau mấy chục năm xa cách đúng không? Ông Trọng muốn gặp lại bà Kiều phải không? Dạ. Thôi biết rồi để tôi cầu cho. Dạ không phải. Chứ gì? Con lại đây để con cầu xin thầy làm sao thầy cắt giùm con. Ủa tôi thầy bói, đâu phải giải phẫu thẩm mỹ đâu trời. Dạ không phải. Tôi không biết cắt gì trên người ông đâu nghe. Dạ không, 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 thầy hiểu lộn rồi. Dạ con chỉ muốn xin thầy cắt duyên giùm con. Cắt duyên hả? Con không muốn gặp lại cô đó. Sao vậy? Sao mấy lần tới tha thiết lắm mà. Dạ. Kỳ bác sĩ trời. Vừa nói con bệnh nặng thầy à. Tự nhiên sau mấy chục năm không muốn gặp lại cô ấy nữa. Dạ. Bộ ông chuyển hệ rồi hả? Không thích phụ nữ nữa, mê đàn ông rồi phải không? Trời đất ơi, nào giờ bóng lén bóng lút hả cha? Giờ bóng quang minh chính đại rồi phải không? Thôi được rồi thầy. Cậu nói cái gì đó cũng được. Miễn làm sao cậu giúp con cắt duyên giùm con. Là không muốn gặp lại hả? Dạ nhất định không muốn gặp lại thầy. Sao nhiều chuyện quá vậy không biết nữa à. Đây nè, cái dạ. Sợi chỉ này tôi cầu duyên đeo vô người hả? Mỗi ngày đó. Không, bây giờ cắt là không gặp lại nữa đâu đó. Sắp gặp rồi đó mà giờ kêu cắt đó. Dạ, thầy cắt. Bây giờ suy nghĩ kỹ chưa? Kiếp sau mới gặp lại đó nghe. Suy nghĩ kỹ đi. Thôi cắt luôn rồi, cắt luôn rồi. Đừng suy nghĩ chắc tới sáng mai quá. Rồi. Là được rồi hả thầy? Không bao giờ gặp đây nữa, kiếp sau mới gặp đó. Đổi ơn thầy. Ngồi nghỉ ngơi chút xíu dạ. Đi. Dạ dạ dạ. Dạ thôi chết rồi. Dạ dạ tôi quên cái bóp. Dạ dạ xin phép cậu cho tôi. Cậu chưa đụng tay vô nghe. Nữ lấy đi. Dạ dạ không có gì trong đó. Dạ cho xin phép. Ông anh cho tôi xin lấy. Cái này hả chị? Dạ 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 dạ. Dạ. Cảm ơn ông anh. Trời ơi. Anh Trọng. Má này làm hết hồn nè. Kiều. Ông điên rồi cha. Ông uống thuốc vô đi quán gà rồi đó. Bả tên Kimberly. Chứ không phải tên Kiều. Không phải, không phải. Tôi tên là Kiều. Qua Mỹ vô quốc tịch mới đổi là Kimberly. Kiều. Trời ơi anh Trọng. Trời, bao nhiêu năm mới gặp là được anh. Trời em mừng quá. Trời ơi. Trời Linh quá đúng 9 phút rồi. Ủa tôi coi Linh gì hết trời. Ơi. Bình thường coi trật không đó. Trời ơi anh Trọng ơi. Trời ơi. Ê nói nghe, nói nghe. Bây giờ hai người gặp lại nhau mừng quá vậy. Đúng rồi. Mà xa nhau bao nhiêu năm rồi? Dạ 40 năm. 40 năm. Dạ. Còn thương nhau thấm thiết đi tìm nhau vậy. Mắc gì xa nhau? Tại anh đó. Tại em. Tại cổ. Tại anh. Tại em chứ. Mà bớt cãi lộn lại đi. Cái cách cãi lộn của hai người làm mấy cái đứa nhiều chuyện như tôi bực mình lắm. Không biết rõ câu chuyện đó đi kể là ai hiểu không? Bây giờ nè, không lẽ giờ biến về thời quá khứ để coi lý do có ai đúng ai sai? Thôi giờ như vậy, không cần biến. Tụi tôi diễn lại ngay tại chỗ để cậu biết mà cậu phán là ai đúng ai sai. Làm lại cậu coi đi nha. Anh nhớ không? Cái chuyện mà trong quán cà phê 40 năm về trước anh nhớ không? Chuyện xảy ra đó. Quán cà phê? Quán cà phê. Làm sao mà quên được? Rồi, đúng rồi. Mình nhớ nha. Mình làm lại cho cậu tôi coi nha. Bây giờ diễn lại cảnh đó phải không? Đây, 40 năm về trước. 40 năm về trước? Cái thời hai người còn đi học đó hả? Nhưng mà cách đây 40 năm tôi chưa tồn tại trên đời mà trời. Tôi đứng đây tôi làm gì? Bán cà phê, cô gái bán cà phê. Được làm cô gái bán cà phê hả? Rồi. Mời quý vị coi lại cảnh quán cà phê cách đây 40 năm về trước. Anh. Em. Tay. Này tay nắm tay. Quang anh, vậy 18 tuổi em phải nhảy chân sáo nha anh. Rồi, bắt đầu. Anh hát lại đi anh. Một chiều em, dạ, tay đang tay dìu nhau trên lối. Em. Dạ cái gì anh? Anh đã định hát thế là đưa em đi nhẹ nhẹ vào đời em nhảy kiểu đó nó không hợp nhạc.
Làm lại. Làm nhẹ vào anh. Dạ dạ. Một chiều em tay đang tay dìu nhau trên lối. Đấy, cái này là tới mai. Đưa em đi nhẹ nhẹ vào đời. Bằng vòng tay tôi nâng niu mùa xuân của tôi. Đưa em vào ngày tháng vỗ về. Rồi, ngồi xuống đây đi. Ngồi em. Đây vỗ về đi em. Dạ. Anh. Anh nè. Nhưng mà em giận anh rồi đó. Giận cái gì? Tại anh biết không, nhà mình đó, ở trường mình nó có cây phượng đi kìa. Em nói anh trèo lên hái bông phượng về cho em ép. Em làm con bấm mà anh không chịu gì hết trơn à. Mấy kỳ trước anh hái rồi, anh hái gần hết cây phượng, da sầu nó hết kêu đó em nhớ không? Không, nhưng mà này còn nhiều lắm, anh lo anh chơi băng đũa không, không hái gì hết trơn chuỗi á. Con bấm rồi kìa, em hái để em ép lưu bấm ngày xanh. Bấm là cái gì vậy? Là con bấm bấm vậy nè. Con bướm á hả? Ờ. Ồ, thôi đi, đừng có bấm bấm gì nữa hết á. Sao vậy? Đi anh để anh đi bắt bướm thiệt cho em đi, hơi đâu mà ba mà hái bông phượng rồi ép làm cái gì? Trời ơi, nó sắc xanh anh ơi, em chỉ muốn bấm phượng thôi. Thôi được rồi, cái gì cũng em được. Em dễ thương quá, em 18 tuổi dễ thương quá. Em dạ anh chị, uống gì em bán cà phê nè. Anh chị uống gì? Cho ly cà phê đen đã. Anh cà phê đen? Ừ. Chị uống gì chị? Chị uống gì em vô em làm. Em vô pha nước cho chị uống gì? Anh ơi, chở bạn gái về cạo gió đi anh. Chị trúng gió á khẩu rồi anh. Em sao vậy? Em bình thường. Ô, chị bình thường. Em tưởng chị câm không á. Chị, vậy chị nói được, chị nói cho em biết chị thích uống cái gì. Cái món mà tôi thích á, ảnh biết á. À, dạ. Anh ơi, bình thường chị uống gì vậy anh? Sao không hỏi cổ đi? Chị biểu em qua hỏi anh. Nhưng mà ai uống? Chị uống. Hỏi chị. Ờ, ai uống phải hỏi người đó chứ. Ừ. Không lẽ bán xong ly cà phê thấp khớp luôn trời. Chị uống gì? Tôi nói anh nghe nè, người yêu phải biết người ta uống cái gì chứ. Khổ ghê, vậy là em thích uống cái món cũ phải không? Ờ. Vậy tôi ly xương sáo đi. Vô quán cà phê kêu xương sáo. Coi ứa máu được chưa? Ủa mà nói nghe, mới yêu nhau phải không? Đang yêu nhau mà ăn xương sáo, rồi sao sướng? À. Yêu nhau là phải ăn xương máu cho nó mau sướng. Ừ. Thôi được rồi. Ông muốn xương sáo chứ tôi đâu muốn xương sáo. Thôi 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 thôi. À, không có xương sáo phải không? Không có. Để cho tôi ly cà phê sữa. Chỉ cà phê sữa. Ừ. Tôi thích trà xanh, ở lộn trà xanh. Em hỏi thiệt anh chị có đang yêu nhau không? Ông sao hỏi gì yêu chứ? Vậy? Em thấy không yêu hiểu ý nhau lắm đó. Mà cái dòng yêu nhau mà không hiểu ý nhau sớm muộn cũng chia tay hả anh chị? Thôi, à. Vô duyên nha. Tôi nói vậy nha. Cà phê đen của anh, trà xanh của chị phải không? Anh nhớ là em thích uống cà phê sữa mà. Không có đâu, cái bữa đó là tại vì anh gọi thì em thương anh, em uống thôi. À? Bữa đó về trời ơi, em dành toilet với má em quá trời luôn á. Ủa chứ má em bị làm sao? Trời ơi thì đó, má em cũng dành toilet với em luôn. Tại ba em cũng pha cà phê sữa cho má em uống luôn. Thiệt là đó. Nè. Nước tới rồi. À, cà phê đen của anh. Dạ, trà xanh của chị đây. Dạ. Cảm ơn em. Chị, nay nhân dịp gì mà mình đi chơi với nhau vậy chị? Chị ơi, chắc tôi dắt mẹ đi chăm cứu quá. Cái miệng im re hả? Anh, chị không trả lời em. Bữa nay nhân dịp gì mà đi chơi với nhau vậy anh? Tụi tôi đang dắt nhau kỷ niệm ngày quen nhau. Trời ơi, học sinh với nhau. Ừ. Mà dắt nhau kỷ niệm ngày quen nhau. Vậy mình quen nhau lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu lâu anh? 3 năm. 3 tháng. Mới 3 tháng mà đặt kỷ niệm. Làm như thành tích kỷ lục gì ghê gớm lắm vậy đó. Em nói này nghe chơi chứ phải trụ đâu nghe. Hồi xưa cái lớp đi học của em đó, có mấy cái đứa mà quen nhau đó, mình đặt làm kỷ niệm 2 tháng quen nhau, kỷ niệm 3 tháng quen nhau. Mà mấy cái đứa đó nha anh, không bao giờ lết được tới tháng thứ 4 hết trơn trời á. Bữa nay kỷ niệm ngày mai hoài niệm liền vậy đó. Thôi. À, mày đặt rủ nhau ra công viên chụp hình selfie đồ. Em nói nghe nha, yêu nhau chụp ảnh tràn lan, chia tay phải tốn thời gian xóa hình đó. Đừng có nói có huông nha. Ủa? 40 năm trước đâu có vụ selfie đâu. Dạ em tưởng tượng. Sao vậy? Anh uống đi em. Ngon không? Em, cà phê này ngon lắm đó. Uống đi. Chị, ủa sao chị? Chị à, uống đi cưng. Tôi uống không có được. Ủa sao vậy anh thử coi, uống bình thường mà. Sao vậy, anh thấy có cái gì mà uống không đâu, được uống vậy? Có gì không? Ừ. Anh uống được. Anh thấy ngon mà bình thường, uống đi. Không có mở nắp chai sao uống được. Ứa gan dễ sợ luôn á.
Ủa chị có thể tự mở mà chị. Tôi không có thích mở bằng tay của tôi. Không thích mở bằng tay của tôi. Vậy chị mở bằng chân hả chị? Ủa cái này đi thi lập kỷ lục Guinness được luôn nè. Người phụ nữ đầu tiên tại Cali mở nắp chai bằng chân. Trời, cái gì vậy? Thiệt hả em? Vậy mỗi phút em mở được bao nhiêu cái nắp chai? Trời ơi, sao vậy? Sao vậy vậy? Anh ơi, nói này không phải chơi chứ anh dù duyên thiệt đó anh. Bởi vậy, trời, em nói thiệt với anh á. Em nói anh nghe nè. Anh phải biết là người yêu anh thích cái gì, muốn cái gì chứ. Tự nhiên anh cứ hỏi vậy làm sao mà người ta nói cho được. Anh thì anh vô tâm vô tính lắm. Thì em thích cái gì thì em phải nói, em hiểu chứ. Tại em không nói làm sao anh biết. Người yêu thì phải hiểu nhau chứ. Thôi em thì em giận anh rồi á. Em đi về đi, em gọi má em đón em. Ủa khoan. Cái gì? Là chia tay vì cái nắp chai này đó hả? Bởi ông bà nói không sai mà. Nhiều khi cái kẻ thứ ba không phải ai khác mà là trà xanh. Má ơi má, đón con về đi má ơi. Ủa ai vậy? Ăn cướp, dừng thôi. Ăn cướp. Ăn cướp. Anh nói ăn cướp. Thôi, đừng có làm gì. Có ai thấy gì không? Hả? Ăn cướp đẹp trai quá má ơi. Trời, ăn cướp trời ơi, trời ơi. Cầu đi. Cầu trời khấn Phật cho anh ăn cướp không sao. Cái gì? Cầu trời khấn Phật cho người yêu tôi không có sao. Trời ơi, cái gì ghê vậy? Trời ơi, cướp ở đâu mà vô nhà cướp ghê vậy? Có khi nào chồng bà đi theo thằng ăn cướp rồi luôn không? Anh tới rồi. Trời anh ơi. Anh Trọng ơi, chi vậy? Em đâu có cần cái điện thoại này đâu. Anh có sao không? Không sao, anh chỉ trầy chút thôi, không sao đâu. Đó. Xích dầu lát hết rồi. Bởi vậy mà bà, em nói anh nghe nè. Dạ. Người ta không biết mở nắp chai cho bà, nhưng ta hy sinh tính mạng vì bà chứ bộ. Tôi hiểu rồi. Anh Trọng mà em thương anh gì vậy đó. Em thương anh vì anh tròn tròn dễ thương mà lại còn lo cho em nữa. Ủa khoan, kết thúc hồi tưởng, quay về hiện tại đi. Quay lại đây. Rồi, thí dụ cái tình tiết lúc đó xảy ra bà phải động lòng yêu say đắm chứ mắc gì xa nhau. Trời ơi, tôi nói nghe nè. Sau cái vụ mà cướp giật đó, tôi nhận được một cú phone của má tôi. Gọi anh chi? Gọi tôi về bắt tôi lấy chồng Việt Kiều. Rồi bà có đi không? Trời đi cho nên bây giờ mới tên Kimberly đó. Mà giờ má bà còn sống không? Ba má tôi mất hết rồi. Ê vậy má bà chết rồi kìa. Tự do tới với nhau đi đợi gì nữa. Đúng rồi đó. Em về đây là vì anh à. Anh Trọng. Kiều. Sao? Tới không? Nhưng mà trời ơi, sao ông này mệt ghê, sao 40 năm vẫn chậm chạp như thường. Sao cứ lừ đừ vậy, nhanh lên lừ đừ. Nó nghe, ngồi xuống, bây giờ uống nước nói chuyện ha. Hồi nãy uống nước rồi mà. Ông bị khùng hả? Hồi nãy uống là cách đây 40 năm về trước. Bây giờ phải uống nữa chứ trời. Trời ơi, 40 năm mà uống có nhiêu đây thôi đó hả? Tôi khát quá. Uống không anh uống gì? Cũng cho cái ly cà phê đen đá. Anh cà phê, còn chị? Trà xanh. Dạ. Em nói thiệt với anh nha. Cái trà xanh 40 năm về trước em qua Mỹ đó, em tìm lại nhưng mà không có cái trà nào bằng trà của ngày xưa hết trơn á. Sao vậy? Sao anh thấy Mỹ bây giờ nhiều lắm, chợ nào cũng có bán hết trơn á. Nào là number one này, đầy đủ, mà hương vị như ngày xưa. Ủa vậy hả anh? Trời ơi, tưởng đâu là quảng cáo không đó. Anh bên Việt Nam mà anh biết cái chuyện bên Mỹ hay quá ha. Bà con anh nói mà. Dạ trà xanh. Thôi bây giờ uống gì nè? Hai món cũ phải không? Hai món cũ đi. Thôi sẵn nãy còn rồi uống luôn đi. Uống đi. Thôi vô lấy. Vậy để anh mở nắp cho em nha. Ý, tinh tế nha. Sau 40 năm biết mở nắp cho bạn gái rồi đó. Bắt đầu thay đổi rồi đó. Daddy good. Anh uống đi. Nha. Uống đi. Bây giờ, nãy uống, mà bây giờ uống xong rồi mình làm gì nữa thầy? Hả? Uống xong rồi hả? Đi toilet đi. Dạ. Nói vậy cũng nghe. Trời ơi, sao ông khờ dữ vậy trời. Hỏi thăm nhau đi. Hả? Hỏi thăm nhau. Em nói anh nghe bao nhiêu năm xa cách rồi, giờ anh sao, vợ con sao rồi nè? Vợ còn chưa có nói gì con. Anh sao? Tức là anh còn ở độc thân mà. Anh chưa có đời vợ nào hết hả? Chưa em. Vậy có đời chồng nào không? Kiều, em có bị sao không vậy? Em giỡn, em gặp anh em mừng quá em nè, giỡn. Anh nói em nghe nè, vậy rồi mấy chục năm rồi đó, em đi lấy Việt Kiều. Yeah. Rồi chắc bây giờ em cũng trải qua mấy đời chồng rồi ha. Nói nghe nè cha nội, vô duyên với ông là vô duyên trong máu rồi. Bữa nào rảnh đi lọc máu cho nó bớt vô duyên nghe. Thì mới đi lọc về đó thầy. Ủa mới đi lọc luôn đó hả? Dạ. Thôi đầu thai mới hết rồi. Nói nghe chị, ta con gái đàng hoàng, đâu có như đàn ông mấy người đâu, mấy đời chồng. Chính chuyên mà hai chị ha. Đúng rồi, tôi chỉ mấy lần đò thôi. Mẹ,
Thôi cũng bấy bá rồi đó. Thôi nhưng mà bây giờ em vẫn một mình anh nè. Ý, em vẫn một mình. Một mình mới quan trọng. Tới với nhau, tới đi. Ừ, được không? Về tới đây là tới nè. Anh. Nhưng mà cái gì nhân hoài vậy? Nhân hoài vậy? Mà bây giờ uống xong rồi ăn ha. Đúng rồi, đồ ăn luôn. Đói rồi, sáng giờ tôi đói quá rồi. Ở đây làm sao có cái gì ăn? Đâu, nhà ở tôi như nhà hàng vậy đó. Dạ. Bán đầy đủ hết á. Giờ anh chị muốn ăn gì? Ở đây có gì? À, anh chị ăn phở hay là hủ tiếu? Phở. Hai cái phở. Tự nhiên điệu ngang xương vậy trời. Nó nghe cái mặt của chị ấy, nó chữ phở nhìn nó thấy thương, còn anh nó chữ phở nhìn thấy ghét dễ sợ luôn á. Thấy ớn lắm anh ơi. Vậy, hả? Vậy bây giờ hai anh chị ăn phở phải không? Để em vô em nấu phở, rồi em bưng hai tô phở. Ai? Làm gì né hoài vậy? Không có, tụi tôi nói bình thường thôi. Còn cái khẩu hình kia mà nói một cái văn mà tôi sợ răng chạm vô má tôi phải tránh. Chị nói quá à. Chị có tin em vô em lấy hầm răng phai nước lèo chị ăn không? Không cần đâu. Dạ. Xương heo trời xương ơi, cái hầm răng ngâm vô nó ngọt nước dữ lắm luôn á. Vậy giờ hai tô phở ha. Xin lỗi quý khách, hết phở rồi. Cái gì để vậy? Sao chào hủ tiếu với phở? Dạ nói cho có nhiều sự lựa chọn vậy thôi. Hả? Như quán còn có hủ tiếu à. Rồi thôi được rồi, hủ tiếu cũng được nữa. Cho hai cái hủ tiếu đi. Hai tô hủ tiếu. Rồi. Nè nè nè, nhưng mà ảnh ăn giò nạc nghe. À, còn của chị thì đừng có lấy hành xanh. Trời ơi, thuộc thói quen của nhau quá. Nhớ chứ. Em còn nhớ không có thích hành nạc hả? Dạ, em nhớ chứ. Dạ, anh cũng nhớ em không thích hành đó. Anh nhớ mà. Dạ, cái gì của anh em cũng nhớ hết trơn á. Anh cũng vậy mà. Dạ. Rạc vậy ạ. Sao là... Dạ, hủ tiếu có rồi nè. Hủ tiếu. Sao lẻ dữ thầy? Lẻ quá hả? Dạ. Rồi để em bưng vô 8 tiếng nữa em bưng ra nha. Đừng, lâu quá là coi như bị rầy đó. Thôi, làm liền, dạ. Làm liền. Thời lượng có hạn, phải nấu lẻ, nấu chậm em bị chửi. Đúng rồi, dạ. Ăn đi. Thơm lắm em, dạ. Ăn đi em. Hủ tiếu làm như dầu thơm, dạ thơm lắm em. Trời, nước lèo nấu bằng gì ngọt dữ thầy? Nấu bằng. Đừng có nói là lấy nấu bằng răng thầy nghe. Răng tôi đâu phải mô hình đâu, lắp ráp cái một trời. Mà nấu đều bằng ngọt. Ờ, vậy hả thầy? Trời ơi, ngọt thiệt thầy. Ngọt nè hả? Trời ơi, cái miếng bún này tôi thấy sao mà nó dẻo, nó dai như là cái miếng thịt vậy đó. Còn miếng thịt nghe, trời ơi, nó mềm. Còn cái cọng giá sao nó xanh giống cái cọng hành thầy. Còn hành thì nó vàng như là hành phi vậy đó. Ngon lắm em, ăn đi. Ăn mấy muỗng đi anh, ăn thử mấy muỗng đi. Ừ, gắp cọng hủ tiếu coi ngon không. Trời ơi, ngon lắm. Ngon quá thầy ơi. Cái nước lèo em pha bằng đúng một đậu cụ duy nhất mà. Dạ. Thầy đừng có nói bằng đường bột ngọt nha. Không, hàm xương đồ nhiều lắm. À, dạ. Xương hàm đồ đó. Em ăn đi chứ. Sao vậy? Ủa chị ơi, sao chị không ăn? Chị ơi, hủ tiếu chị nở thè lè. Bà tôi nghi có ngày nói chuyện với bức tường quá. Nói nghe. Hả? Bẻ là dùm cái cổ đi. Ngày xưa nó quay qua quay lại được, giờ lớn tuổi quay của nó trật luôn rồi. Mày đặt. Ăn cái gì mà ăn? Để nở thè lè à? Không có đũa, lấy gì mà ăn? Trời ơi, đũa nè em. Chị ơi, chị bị đuôi hả chị? Đũa trước mặt chị kìa. Nhưng mà tôi không thích lấy đũa bằng tay của tôi. Ý, sao quen dữ vậy trời? Sao 40 năm vẫn cái nết này vậy? Chị ơi, chị không thích lấy đũa bằng tay, chị lấy đũa bằng chân hả chị? Thôi, đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa. Em nói thiệt với anh nha, mấy chục năm nay em về đây, em nghĩ là anh sẽ thay đổi. Mới đầu mở nắp chai mình cũng mừng rồi đúng không? Mình tưởng thay đổi, ai ngờ anh vẫn y nguyên như vậy à. Đâu có gì y nguyên đâu, anh đã mở nắp chai được cho em rồi mà. Mà điều thứ em muốn thì em chỉ nói anh thôi, đơn giản quá mà. Em mà nói thành nó sai khiến làm sao? Nhưng đối với anh nó là sự chia sẻ. Chia sẻ gì, anh vô tâm vô tính lắm. Thôi thiệt đó, thôi em gọi Uber em đi về cho rồi đi. Ừ. Em không thể nào chịu nổi nó rồi. Ê, khoan. Cái tự nhiên gì? Đi về vậy? Cái gì? Không tôi phải được. Đi về. Không. Anh không có thay đổi gì hết. Khó lắm mới gặp nhau trở lại, không thể đi về được. Làm sao? Bây giờ sao ta? Bây giờ làm sao để giữ bà lại cho bà đọc? Ôi, tôi đi được. Về. Khoan. Đúng rồi. Lúc này phải xuất hiện thằng ăn cướp nè. Hãy có ai giật điện thoại bà. Cái gì? Đứng yên đó, tôi đi kiếm ăn cướp. Cái gì? Hả? Không, cái gì mà cướp bóc gì vậy? Có ăn cướp xuất hiện. Tôi đi về. Có ai rảnh giật điện thoại bà giùm tôi không? Trời. Cái gì vậy? Ơi, anh ăn cướp nè. Ăn cướp năm xưa. Ủa vậy ăn cướp? Bạn bè tôi chỉ tôi tới đây coi bói mà thầy. Ủa sao ăn cướp vậy đi coi bói rồi? Ủa là ăn cướp cái gì? Không, tôi nhớ cách đây 40 năm theo cái lời của bà kể là có cái thằng đẹp trai y chang ông làm ăn cướp. Giống tôi 40 năm trước mà làm ăn cướp. Đúng rồi. Ông cứu đội tôi.
Trời ơi, ông cố nội tôi 40 năm trước là ăn cướp. Rồi, ông nội anh? Ông nội tôi hả? Ăn trộm. Còn ba anh? Ba tôi ăn giật. Trời. Rồi bây giờ anh? Tôi ăn năn sám hối. Bốn đời rồi mà. Hoàng Lương. Nhà Hoàng Lương hả? Vậy thôi tôi đi về. Khoan. Quá, cái gì? Đúng đó. Để tôi tính. Anh, bây giờ mình tạm ngưng Hoàng Lương đi anh. Mình trở lại hành động đi anh. Hành động gì? Giật điện thoại bả giùm tôi. Ê, trời, cái vậy? Giật điện thoại. Giật đi lát em coi bói free cho. Hả? Tự nhiên giật điện thoại mà được coi bói free hả? Được. Nhưng mà ngày hôm nay tôi tới đây tôi cắt Dương Âm nha. Cắt gì cũng được. Bây giờ phải cắt được cho tôi, không thôi tôi cắt Hải Dương Dương của cậu đó. Vậy vậy? Giật điện thoại mà đi. Không, không, ai mà giật điện thoại, cái gì giật cái gì của tôi? Thôi bây giờ giúp giùm tôi đi, tôi mượn cái điện thoại rồi sao? Vài năm nữa tôi trả cho. Rồi nhớ coi bói tôi nha. Thôi lượng sức mình đi anh ơi. Trời, cái gì vậy? Thôi anh ơi, anh Trọng ơi. Anh Trọng, trời ơi, sao xuống người ta giật vậy anh Trọng? Nó Hoàng Lương rồi mà sao nó xô người mạnh vậy? Anh Trọng ơi, anh Trọng ơi, anh Trọng. Ê nó nghe. Hả? Ổng đang bệnh nhiều lắm đó, uống thuốc nhiều lắm đó. Trời ơi, tại sao cậu ác vậy cô bác? Anh Trọng ơi, anh Trọng à, em giật dạng dầm em về đây để em gặp lại anh nè anh Trọng. Anh Trọng ơi, anh về đi anh ơi. Dạ, anh ơi, em về đây là để sống với anh. Tụi mình sẽ có nhau những quãng đời còn lại. Anh Trọng ơi, anh ơi, em nói anh nghe nè, cái người nào mà xả thân để cứu em có nghĩa là em sẽ sống suốt đời với người đó. Anh tịnh em nói thiệt hả Kiều? Trời đất ơi, ổng như Hồi Dương vậy trời. Tại giờ tôi đâu, anh đâu có tờ xỉu gì đâu anh. Vậy, làm anh nghe em nói mà anh nghe hết đúng không? Như vậy nha anh, bây giờ mình về đây rồi, hai đứa mình cũng là luống tuổi rồi, hai người cộng lại cũng hơn 100 tuổi rồi, không mấy giờ cuối đời mình có nhau nha anh nha. Anh say yes đi nha. Không em biết không? Chết không? Bây giờ mỗi ngày anh hãy uống cả bụm thuốc vậy nè Kiều à. Trời anh ơi, lớn tuổi ai mà không uống. Một ngày em uống 2-3 bụm thuốc luôn anh. Nhưng ơi, tại tôi. Tôi cắt sợi dây chi giờ không tới với nhau. Nói lỡ. Không nói thể lỡ. Được Kiều à. Sao mà không được? Anh không muốn trở thành gánh nặng cho em. Anh rất là thương em. Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà chính vì thương em, tụi mình không thể nào trở lại với nhau được. Ê, cái này là em ghét lắm đó nha. Em ghét với cái kiểu mà vì quá thương em cho nên là coi như là buông tha cho em. Tôi ghét cái kiểu lắm nha. Cái kiểu rộng lượng kỳ cục. Đúng rồi. Thương nhau là phải ở bên cạnh nhau. Lo lắng cho nhau. Đúng không? Chứ thử mà thương nhau không ở bên cạnh nhau đi. Một mình cô đơn giữa đêm tối, lỡ đang ngủ bị bóng đè, ai sẽ kêu mình dậy và đuổi bóng đi, đúng không? Đúng rồi. Rồi lỡ già đảng trí, vụng về, nấu cơm khét, ai sẽ là người thương bên cạnh ăn cơm khét đó với mình? Rồi lỡ mình lớn tuổi, sanh tật, đảng trí xấu xa, mà đặt trộm cắp này nọ, ai sẽ là người bên cạnh gọi police bắt mình, đúng không? Cậu Tơ ơi, cậu Tơ hay quá. Đó, anh nghe chưa? Anh nghe chưa? Bây giờ chúng ta phải có nhau, anh ơi. Anh biết như vậy, nhưng mà bây giờ mạng sống của anh, nó được gia hạn mỗi 6 tháng. Là sao? Mỗi 6 tháng anh phải đi gặp bác sĩ. Và nếu như cái kết quả tốt, bác sĩ nói là tốt, thì anh vui sống thêm được 6 tháng. Còn nếu bác sĩ nói là tệ rồi đó thì anh phải tự lo liệu lấy thân anh. Ông bệnh thiệt. Anh Trọng à, em sẽ cùng anh gia hạn cuộc sống. Em biết mà, một mình đi gia hạn cuộc sống, theo dõi sức khỏe nó cô đơn và nó buồn lắm. Em sẽ chia sẻ với anh. Em sẽ chia sẻ tất cả những ngọt bùi, những lần hồi hộp khi phải nghe kết quả, và chia sẻ những cái mừng rỡ khi mà anh có kết quả tốt. Vì em hy vọng rằng từ đây về sau chúng ta sẽ sống mỗi ngày thật ý nghĩa nha anh Trọng. Em về đây vì anh mà nha anh. Được không? Được không anh? Còn sợ gì nữa? Nhưng mà không, đừng nhưng ý anh đang lo chuyện gì? Một khi mà anh nằm một chỗ rồi anh sợ lúc đó em sẽ thay lòng đổi dạ Kiều à. Đúng, em sẽ thay. Nhưng mà là thay tả chứ anh, chứ không phải thay lòng đổi dạ. Dễ thương quá. Thiệt hả kìa. Thôi nó nghe nè, vậy là phước đức cho ông lắm rồi đó. Quan trọng là cái liều thuốc tinh thần bên cạnh mỗi ngày nè, thấy không? Đúng rồi, chỉ cần vui là đủ rồi. Đây, tay anh nắm rồi. Này tay nắm tay, nhìn nhau đắm say, như chưa bao giờ em ngồi đây với anh, cùng nhau lắng nghe mùa xuân đang mơ toang trong mắt tình người mênh mang.
Ủa, tự nhiên tôi đứng đây coi phim Hàn Quốc vậy trời. Anh đó, uống cho mát người lại nghe, đừng có chia tay nhau nữa. Em nói cho anh chị nghe nè, bình thường ai cũng sợ làm gánh nặng, mỗi lúc khốn khổ chia tay nhau là nói với nhau là em yên tâm, em sẽ gặp người mới tốt hơn, hay là anh sẽ gặp người mới tốt hơn. Mà không phải vậy đâu. Đôi khi chỉ cần đủ thương và đủ hiểu, cái người bên cạnh mình là phiên bản tốt nhất trong đời mình rồi đó. Chúc anh chị hạnh phúc nghe. Rồi, nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi đó là tình yêu chúng ta. Hay quá à. Trời ơi, tự nhiên á, cái nhà ở tôi như cái nhà khách sạn vậy trời. Ở lại đây hạnh phúc nghe, tôi đi kiếm một nửa của đời mình. Anh giật điện thoại ơi, giật em nè anh. Anh nè. Vui ghê. Cậu vui nhất á.